Trên cuộc sống và thơ Hậu Giang xin được kính chào tất cả các chú anh chị các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại chợ hoa Bến Ninh Kiều, đường Hai Bà Trưng. Thưa các bạn, sau đây mình đang có mặt tại chỗ Lan mà các bạn theo dõi. Đi giao cho nó à? Đây là Lan rừng, đây là chỗ Lan. Anh giới thiệu cho em vài loại lan nào giá sao được không ạ? Lan gì ạ? Ví dụ như này hồ đẹp hả chú? Dạ. Sao em? Chú giới thiệu một sơ một loạt lan của mình cho con biết được không chú? Mình là dừa lan của mình là dừa lan ở đâu chú? Tại Cần Thơ hay là ở đâu đó? Lan của anh là tại thành phố Đà Lạt. Thành phố Đà Lạt xuống đây Tết của Cần Thơ. Dạ. Chú tên gì chú? Dừa lan mình ở Đà Lạt tên gì chú? Vườn lan của chú ở Đà Lạt là vườn lan Dục Linh. Dạ. Rồi chú có thể giới thiệu cho con ví dụ như vài những cái dãy lan rừng. Long cung. Long Việt Nam mình đó. Dạ. Cái này bao nhiêu một chậu chú? Cái cục này 900 ngàn. Dạ 900 ngàn. Hoa của nó ra được mấy ngày chú ha? Hoa của nó khoảng nửa tháng rồi. Dạ. Màu sắc rất là đẹp. Lan rừng ở đằng kia cũng đẹp nữa. Tại như lan hồ điệp chú đại ra đại đây chứ. Dạ. Hồ điệp đây. Dạ, hồ điệp thì bao nhiêu một chậu chú? Hồ điệp tím trắng hay là cái đó là nó khác nhau thế nào chú? Bán là đồng màu luôn, màu nào cũng được. 190 dạ. Ngàn một chậu. Vừa đẹp mà vừa hợp túi tiền á. Rất là dễ mua. Nó là giống Đài Loan nha. Dạ, còn như lan rừng này là giang cái này là hồ điệp Đài Loan phải không? Được. Còn này là lan rừng gì chú? Đó là hoàng thảo u lồi. Hoàng thảo gì chú? Hoàng thảo u lồi. Dạ. Cái này là nhà chú trồng luôn đó chứ. Dạ. Dạ. Mình xuống đây mở gian hàng tại đây được mấy ngày chú? Chú xuống hôm 11 chắc cỡ tầm 3 ngày 4 ngày vậy phải không? Chú bán tới Tết luôn chứ, bán tới 30 luôn chứ. Dạ, ý con nói là mình đặt vô ở đây không ra được mấy ngày phải không? Trời, gió đung đưa quá đẹp luôn. Mới ra được có 3 ngày cho mấy, ngày này thứ 3 đó. Dạ. Thôi hoa đi chấp. Này có khách tính nè. Thôi chấp, đi. Là những loại hoa hồ điệp. Cái này lan đang đầm. Đấy có chậu không? Đấy có chậu không? Chú có chậu không? Chú có chậu cũ nha. Chú chậu xứ chú có. Xứ thì nếu có thích chậu xứ bán tự đi luôn. Cái ghép khoảng mấy cây. Hả? Chú gác cho bác. Gì vậy anh? Còn mình mới bốn cầu cắm lửa phải không? Bé
mới lên lọc còn 3 chậu nữa đó. Hai bạn này là biển số xe Vĩnh Long đó các bạn. Đến đây mua là rồi để nhé. Năm sau ra 11 cành được được đấy. Hả? Lỡ quá không? Mấy cành tí tí hả? Rồi xả mất cái rồi đó. Ừ. Rồi. Ừ. 8 cân mà nó đều nhau không? Đây là lan của chú ở Đà Lạt xuống nha các bạn. Các bạn có thể thấy đây là loại lan rừng. Mình không biết loại hết tên nha các bạn. Mình chỉ biết nó đẹp thôi. Những chậu hoa này anh ơi, chứ những cái hoa này giá nhiêu ha? Dạ. Rồi cứ có bọn em nha. À vậy nha. Chú cứ nói chuyện đi chú. Sao anh? À cái này mình kêu là lan gì chú? Cái này là Dendro Úc. Dạ. Lan rừng luôn. Cái này giống của không, Việt Nam. Cái giống này là giống của Đài Loan rồi. Đài Loan luôn. Dạ. Bao nhiêu một giá hay một giá gì bao nhiêu chú? Như cái nguyên một về này là chú bán khoảng tầm 1,5 triệu. 1,5 triệu. Cái này nó còn ra hoa nhiều nữa. Đây. Dạ, nó còn ra hoa rất là nhiều. Và nó đang rất là tốt. Còn bên đây là cái gì chú, và đẹp quá hả chú? Cái này là giả hạt Pháp. À giả hạt, con nghe giả hạt nhưng mà con mới thấy hoa nó thôi. Chú hoa có người hỏi rồi chú có gì? Giả hạt. Giả hạt này là bao nhiêu một chậu này, bao nhiêu một dây này? Cái này tầm 1,7 triệu. 1,7 triệu đúng không? Mà nó bán là tính theo thân. Dạ. Thân cộng á. Dạ. Còn cái ngọc điểm của Đài Loan hả chú? Không, rừng mình á. Ngọc điểm rừng thì chắc thơm hả chú hả? Thơm, nó thơm á. Đều có cái cứ để nắng quá giờ nó bị héo ra lá luôn. Đâu có sao đâu à. Dạ, có nước là nó vô lại thôi. Rất là đẹp. Cái chậu hoa này. Em là bên cơ quan nào đi? Cần Thơ luôn hả? Dạ. Lan rừng, lan này của Pháp, lan này của Đài Loan. Còn cái này là đầm hả chú? Đầm này đầm gì chú? Cái này là vũ nữ. Vũ nữ. Cam lửa. Sẵn đây chú cho biết số tên luôn, chứ con cũng không biết nhiều luôn, bên đây cũng là nó luôn ha. Cái này vũ nữ đỏ chứ. Vũ nữ đỏ. Dạ. Vũ nữ nó nhiều lắm, đây vũ nữ Văn Tiên. Dạ. Vũ nữ giống nó rất nhiều. Đó là vũ nữ không ạ? Không, phụ nữ đó. Dạ, dưới đây nam. Dưới đây là hồng môn. Dạ. Nhiều lắm. Dạ. Trời ơi, lan trơn hết nổi đâu.
Đúng rồi, cái lan 1 triệu ấy là chắc đó, chủng loại. Chú có thể giới thiệu con địa lan không chú? À, cái địa lan đó. Địa lan đó là cái gốc của nó là chỉ có Đà Lạt trồng. Dạ. À, ở chỗ khác trồng không được. Không được. Nó thì có ở trển có ở trển có công sư gì đó chú, ổng trồng địa lan thì đúng rồi. Trồng nhà sư gì đó. Chỗ đèo Bà Đen đó. Ông sư đó ông trồng lâu lắm rồi, ông xuất khẩu công nghệ xí lạnh gì nữa đó, ông xuất khẩu sang Mỹ gì đó. Phải không chú? Đúng rồi con. Đây là địa lan. Chút xíu là đã lại. Đẹp quá các bạn ha. Tết mà một chậu gì là nhiêu chú ha? Một chậu chú bán 5 cành. À bán tính theo cành phải không? À 5 cành là 1 triệu rưỡi. 5 cành 1 triệu rưỡi cũng đẹp, chấp cũng hợp lý. À, quá 300 đẹp. Ngàn một cành. Nó có loại hoa vàng đúng không chú? Vàng mắc quá, vàng chú chưa đem xuống. Dạ. Ừ, chú có vàng mà chú chưa đem xuống đây. Sớm quá mà. Dạ. Chú cho số điện thoại đọc luôn đi chú, có gì người ta có thể liên lạc được. 0945 236 chú tại là vườn lan Dũng Linh Đà Lạt. Dạ, các bạn đến đây tại cầu tàu khách và du lịch gần với tượng Bác Hồ, rất là đẹp. Lan này Đà Lạt nha các bạn, lan Vĩnh Tuy Đà Lạt. À, các bạn có thể đến chỗ này bằng chỗ shop này, ba ba bóp motel 1. Rồi các bạn qua bên đây ha, nguyên một dãy rất là dài. Cái này bán tính theo cộng nha các bạn, 1 triệu mấy một cây này. Ngoài lan nó còn có cái này là này, nãy chú nói gì con tự nhiên con quên tên rồi chú. Cây dưới là hồng môn. Dạ, hồng môn. À, nó cũng lan đó, lan hồng môn đó. Dạ, ngoài những lan kia thì có hồng môn như thế này. Hồng môn bao nhiêu một chậu chú? Hồng môn 80 ngàn một chậu. Nói chung là giá cả chấp nhận được đó các bạn. Hợp lý, đẹp. Chậu được trang trí được gắn cũng rất là đẹp. Video này cảm ơn tất cả các chú anh chị và các bạn theo dõi video này của mình nha.